Đây là một viên kim cương 436 carat có giá hàng chục triệu. Người đàn ông cố định nó bằng băng keo trên đường ống thông gió, bởi vì anh ta là một tên trộm, phía dưới đã bị cảnh sát bao vây rồi. Anh ta vừa đi xuống thì cũng bị tóm. Anh ta nhìn chằm chằm đường ống, ống phía bắc lầu 3, ống phía bắc lầu 3. 2 năm sau, tên trộm ra tù. Vừa mới ra khỏi cửa nhà tù đã không nhịn nổi nữa. Những phạm nhân mới đến tức muốn xỉu. Việc đầu tiên là đến nơi giấu viên kim cương. Vừa xuống xe thì ngẩng cả người, chuyện gì thế này? Bên cạnh toàn là xe cảnh sát, nơi này biến thành sở cảnh sát mất rồi. Anh vẫn không chịu tin, anh hỏi một bà lão. Hết cách rồi, nhưng vẫn muốn có được viên kim cương. Anh ta bước vào, nhìn thấy bên trong đâu đâu cũng có camera giám sát. Muốn ra vào phải quẹt thẻ, anh ta hoàn toàn không thể trà trộn vào được. Lúc này, anh ta chú ý đến một shipper bên cạnh xong mỉm cười. Nam chính có một cái tên rất hay, Mai. Chiều hôm đó, anh ta đóng giả thành nhân viên giao pizza, pizza của lầu 3. Nhưng anh cảnh sát mập đặt pizza sang một bên. Anh ta nói với Mai rằng, có hai loại người được phép đi lên lầu 3. Một là người có thẻ cảnh sát, hai là người đang bị còng tay. Vậy không còn cách để lèn vào rồi. Mai nhanh trí nhìn thấy người bên cạnh đang quẹt thẻ, giả vờ tiếp cận rồi tiện tay cướp thẻ của anh ta đi. Sau đó đến chỗ bạn thân mình, người bạn thân là chuyên gia làm các chứng từ giả. Sau đó, Mai trở về nhà và bắt đầu xem phim cảnh sát tội phạm. Anh ta bắt đầu học cách nói chuyện của cảnh sát và các động tác khi bắt tội phạm. 3 ngày sau, người bạn làm cho anh ta một thân phận mới, đủ loại hồ sơ phá án được ngụy tạo xong xuôi. Lần này thì anh có thể mạnh dạn đi thẳng vào sở cảnh sát được rồi. Hey there, officer dog. I'm a detective. She's never done that. Must be the pastrami. Anh ta ấn thang máy, chuyện gì thế này? Trong buồng thang máy toàn là cảnh sát. Mai cố gắng thản nhiên bước vào, sau đó nhìn người bên cạnh và bắt đầu học theo. Anh khoanh tay, tôi cũng khoanh tay. What? Khi đến lầu 3 thì phát hiện tất cả mọi người đều đang làm việc. Anh ta vội vã chạy đến nhà vệ sinh kiểm tra ống thông gió. Mở cửa ra chuẩn bị leo lên, đột nhiên có một phạm nhân bỏ trốn xông vào. Anh ta giả vờ dội nước để thu hút hắn rồi tung một cước. Sau đó cảnh sát đuổi đến. Mai bước ra khỏi buồng vệ sinh rồi giả vờ. Cảnh sát trưởng hỏi chuyện gì xảy ra với ống thông gió thế? Cái này á? Hắn muốn chạy trốn bằng đường ống. Who the hell are you? Mai lấy huy hiệu cảnh sát ra và nói mình mới được điều đến đây. Cảnh sát trưởng cảm thấy đúng lúc đang thiếu người. Anh ta xem hồ sơ gần như hoàn hảo của Mai xong thì giao nhiệm vụ cho Mai và sắp xếp trợ lý ca sơn cho anh ta. Không ngờ vụ án đầu tiên của Mai khá hóc búa. Chỉ vì một viên kim cương chục triệu đô thôi mà khó khăn quá. Vừa phải giả làm cảnh sát, còn buộc một tên trộm đi bắt một tên trộm nữa. Ông chủ tiệm sửa xe nói một kệ mâm xe của anh ta vừa bị trộm, hơn nữa cửa sổ có dấu vết bị đập vỡ, có vẻ như leo vào qua cửa sổ. Lúc này Mai lại nói với bọn họ, chắc chắn không phải đi vào từ hướng đó. Anh ta dựa vào kinh nghiệm ăn trộm nhiều năm của mình để tìm manh mối. Mai nói bọn chúng đi vào từ đường cửa sổ trên mái nhà, sau đó cắt đứt hệ thống báo động trong nhà. Dựa vào trọng lượng của mâm xe, muốn chuyển đi hết phải mất ít nhất 5 tiếng. Từ những manh mối hiện tại có thể thấy tên trộm hoàn toàn không có thời gian. Lúc này, anh ta chú ý đến chiếc xe tải phía bên ngoài. Mai lấy một sợi thép, trực tiếp mở ổ khóa ra. Mở ra xem thử thì thấy toàn là mâm xe bị trộm. Hóa ra ông chủ cửa hàng này tự trộm hàng để đòi bồi thường. Ngày đầu tiên nhậm chức, Mai đã hoàn thành vụ án. Trên đường trở về, hai người đi vào siêu thị mua hàng, nhưng không ngờ lại gặp một vụ cướp bằng súng. Mai không muốn liên quan tới nên trốn vào một góc. Còn đồng nghiệp Ca Sơn thì cầm súng xông ra. Mai không còn cách nào khác đành phải bất chấp khó khăn, chĩa súng ra, đúng lúc chạm vào đầu tên cướp. Tên cướp nghe giọng nói thì đột nhiên quay đầu lại. Không ngờ hai người quen nhau, người này từng là homie của Mai, Tôn Lây. Mai thả cho anh ta bỏ trốn từ cửa sau, nhưng tên nhóc này lại cầm súng chạy vào một con ngõ cụt, còn đấu súng với Ca Sơn. Với tình huống này, bọn họ chuẩn bị gọi bắn tỉa bắn chết anh ta. Mai hoảng loạn, xông thẳng ra ngoài, anh ta muốn bước lên đàm phán với tên cướp. Trong mắt Ca Sơn, hành động này cực kỳ dũng cảm. Mai lại lợi dụng 20.000 tiền thưởng để anh ta bắt giữ Tu Lây và thả anh ta ra vào ngày thứ hai. Tu Lây đồng ý. Về đến sở cảnh sát, Ca Sơn bắt đầu kể về Mai dũng cảm ra sao. Thế nhưng cảnh sát trưởng gọi anh ta vào phòng làm việc. Cảnh sát trưởng nói không tra ra được các ghi chép hồ sơ phá án của anh ta. Mai giải thích rằng trước kia mình làm bên mật thám, rất bí mật. Nói thế mà cảnh sát trưởng cũng tin, còn thăng chức cho Mai, trở thành đội trưởng của tổ bắt cướp. Nhưng đó không phải là thứ anh ta cần, anh ta phải tìm lại được viên kim cương trong ống thông gió. Hôm đó, cuối cùng Mai cũng có cơ hội trèo lên, nhưng khi anh ta tìm được vị trí đó thì ngẩng cả người. Băng keo đã bị rơi ra, viên kim cương không cánh mà bay. Sau khi trèo xuống, từ một đồng nghiệp anh ta được biết trần nhà từng bị ngập nước. Buổi tối, anh ta tìm một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa, bắt đầu đi vào ống thông gió tìm viên kim cương. Anh ta phát hiện cuối đường ống là phòng chứa vật chứng. Khi anh ta đang suy nghĩ làm sao để vào được, thì cảnh sát trưởng lại đến tìm. Anh ta vừa cáo Mai, vừa giao cho anh nhiệm vụ mới. Cho dù anh ta có không muốn thì cũng phải đi làm. Sau khi đến hiện trường mới phát hiện đây không phải là một vụ cướp đơn giản, mà là một vụ buôn lậu ma túy. Tài xế trong số đó xuống xe bỏ chạy. Mai phải cắn răng bắt cướp.
chạy qua mấy con đường mới thành công bắt được. Lần này Mai lại lập được công lớn, sau khi về sở cảnh sát lại được thăng chức. Buổi tối, anh ta lấy cớ đi kiểm tra vật chứng để vào phòng chứa vật chứng. Khi mở đường ống ra thì thật sự tìm được viên kim cương. Cuối cùng anh ta cũng lấy được viên kim cương chục triệu đô này rồi. Anh ta còn định hôn một cái. What the hell are you doing up there? Mai giải thích anh ta đến đây để xem số ma túy, thế nhưng cảnh sát trưởng lại đến đây để mang số ma túy đi. Vừa nói xong đã có hai người vào vận chuyển hàng. Mai nhìn thấy viên kim cương đang nằm trong khe hở, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể lấy. Mai thông minh, đề nghị lãnh đạo dùng số ma túy này để câu con cá lớn hơn, dẫn dụ ông trùm thực sự đứng sau vụ mua bán này. Lãnh đạo không phục trí thông minh của Mai, quyết định đồng ý, đồng thời để anh ta làm mật thám. Không ngờ anh ta vừa mới ra khỏi cửa đã bị người khác theo dõi, người này tên là Deacon. Hóa ra trong vụ trộm kim cương năm đó, hai người là một nhóm, nhưng mà Deacon muốn một mình có được viên kim cương nên bỏ trốn cùng Eddie. Mai lái xe đến công xưởng, nơi giao dịch, anh ta lập tức xuống xe, vào thùng xe phía sau, cuối cùng cũng tìm được viên kim cương chục triệu đô. Đột nhiên Tun Lay lại theo anh ta vào, anh ta cũng đã biết chuyện viên kim cương, muốn ăn chia số tiền. Cánh cửa lại mở ra, lần này là Deacon. Anh ta chĩa súng vào Mai và cướp viên kim cương đi. Khi ba người đang giằng co, chiếc xe bị nhấc lên, ông trùm đứng sau lô ma túy này xuất hiện. Cửa mở ra, ba người bị đưa xuống xe. Mai nói Tun Lay là một tên sát thủ máu lạnh. Nhưng Deacon lại nói Mai là một cảnh sát. Ông trùm đưa Mai một khẩu súng, bảo anh ta nổ súng với Deacon. Anh ta không thèm suy nghĩ, bắn một phát, Deacon bị bắn gãy cánh tay. Nhưng ý của ông trùm là bảo anh ta giết Deacon, chứng minh mình không phải cảnh sát. Mai cầm súng từ từ nâng tay lên. Lúc này một tiếng nổ vang lên, đội cảnh sát thực thụ cũng ập vào. Deacon nhân lúc hỗn loạn lái xe tải bỏ trốn. Sau khi Mai phát hiện, anh ta lập tức nhảy lên thùng xe. Chiếc xe tải điên cuồng chạy, cảnh sát phía trước liên tục bắn súng vào nó. Lúc này Mai đành phải lựa chọn nhảy ra khỏi xe. Thế nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại mà lái thẳng đến biên giới Mexico. Cảnh sát thấy như thế thì không tiến lên bắt người nữa, bởi vì bọn họ không có quyền đi sang biên giới bắt tội phạm. Nhưng Mai không quan tâm được nhiều như thế, viên kim cương của anh ta đang ở đấy. Anh ta lái xe cảnh sát xông thẳng sang bên kia, nổ súng phát tín hiệu với người bên trong, vượt lên phía trước xe, dùng xe của mình để ngăn anh ta. Sau khi xuống xe, anh ta trói Deacon vào xe. Deacon cầm súng lên bắn, bị Mai quay người lại bắn một phát, tiêu đời. Cuối cùng Ca Sơn tìm đến Mai, đến bây giờ anh ta mới nhận ra Mai là kẻ trộm viên kim cương. Anh ta nói bây giờ mình không thể bắt anh ta được nữa, bởi vì Mai đã đi qua biên giới mất rồi. Bọn họ ôm nhau tạm biệt. Cuối cùng bọn họ bắt tay nhau, Mai mang theo viên kim cương đi, sung sướng chạy về hướng Mexico. U là trời, một tên trộm tầm thường biến thành cảnh sát lại giỏi hơn cả cảnh sát chỉ vì nắm rõ tâm lý tội phạm, mà đầu đuôi câu chuyện cũng là vì một viên đá bảo siêu to khổng lồ. Được rồi, video đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người.